tử. Không làm công tử sợ chứ? Cô nương à, nếu cậu có gì không vừa ý thì nói với nhau mà, tại sao lại phải giết người như vậy? Nếu như cô muốn đi băng quả đảo thì chúng ta có thể đi chung. À, được chứ. Công tử nói rất là đúng. Tiếc rằng là tôi quá nóng nảy, tôi không có nhịn được thôi mà. À, hai người kia là bạn của công tử đó hả? Xin lỗi hai chị nha, phải đánh nhau rồi mới quen nhau được. Ngày hôm nay gặp nhau thì đã là bạn với nhau rồi. Vì công tử này mà có công tử xanh xao quá, tôi làm cho công tử sợ có phải không? Bây giờ công tử vào trong để nghỉ ngơi đi. Thôi khỏi, đi đi công tử. Mời công tử dùng trà. Cảm ơn. Bây giờ công tử có bớt chưa? Hả? Đã bớt nhiều rồi. Cảm ơn cô nương quan tâm. Không có gì. À đúng rồi công tử hả? Không biết làm sao để xưng hô công tử đây. Tại hạ Bạch Dân Tiên. À hãy kêu tôi là Ngọc Tiêu đi. Ngọc cô nương. Bạch Dân Phi. Bạch Dân Phi. À tên nghe thiệt là hay quá. À đúng rồi công tử hả? Tại sao lại như vậy? Có câu thơ nói là thừa phong bạch dân phi khứ đế hương. Đế hương? Tại sao gọi là đế hương vậy? Có phải là quê hương của hoàng đế hay không vậy hả công tử? Không phải là hoàng đế mà là Ngọc Hoàng Đại Đế. Ngọc Hoàng Đại Đế? Không là hoàng đế mà tại sao phải bài chứ hả? Ê công tử, công tử hả? Mấy người học thơ tự như là công tử vậy, tôi nghe không có hiểu đâu. Nhưng mà thiệt ra tôi rất là thích nghe lắm đó. Nếu mà Bạch công tử chịu giải thích rõ ràng cho tôi nghe thì tôi rất là hài lòng. Tại sao Bạch công tử lại? Công tử buồn phải không? À, tôi có đề nghị này, để tôi thổi sáo cho công tử nghe để giải sầu nha. Thôi khỏi, ta ra ngoài hứng gió biển thì sẽ bớt.